Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2021 Và thiệu âm lịch hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12 năm canh tí Ngày này là ngày tân dậu tháng kỵ sửu năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỹ giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc bạo quang giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trần, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên lao, giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, thạch lưu mộc, ngày tân dậu, tức can chi tương đồng, thuộc kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, thạch lưu mộc, kỵ tuổi, ất mão, kỵ mão, ngày thuộc hành mộc, khác với hành thổ, đặc biệt là tuổi, tân mùi, Kỵ dậu đinh tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc ngày dậu lục hợp với thìn tam hợp với sửu và tỵ thành kim cục xung với mão hình dậu hại tuất phá tí, và tuyệt dần vài tuổi xung khác trong ngày tuổi quý mão kỵ mão ất sửu ất mùi tuổi xung trong tháng tuổi đinh mùi ất mùi về các sao tốt xấu trong ngày. Trong ngày có các sao tốt như sao thiên hỷ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao nguyệt ân, tốt mọi việc, sao tam hợp, tốt mọi việc, sao mậu thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao ngũ hợp, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao thiên ngục, xấu mọi việc, sao thiên hỏa, xấu về lập nhà sao thủ tử, sao mọi việc, sao câu trận, kỵ về an táng, sao cô thần, sao đối với cưới hỏi, sao lọ ban sát, kỵ khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần, hướng Tây Nam. Sau đây, mời các bạn đuốn xem tử vi 12 con giáp thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2021 Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi Tý á, chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọa mạo dậu, cho nên với bạn tuổi Tý đang có điểm báo tai họa sẽ xảy đến với bạn trong ngày hôm nay và bạn tuổi Tý bạn phải cần hết sức thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói của mình để không tạo ra cơ hội cho kẻ tiểu nhân hãm hại ném đá giấu tay. Những lời đường mật, nịnh nọt chưa chắc đã đem lại lợi ích cho bạn tuổi Tý. Vì vậy, bạn đừng có vội tin mà làm thiêu họa. Bạn sẽ không bao giờ biết được bộ mặt thật của những kẻ luôn muốn gây phiền phức cho bạn ra làm sao cho đến khi kẻ đó gỡ kẻ đó gỡ mặt nạ xuống. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối bạn tử tí, bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cái điều này còn gây rất nhiều áp lực lên đôi vai của bạn. Trong những thời điểm như vậy, cái điều quan trọng là bạn tuổi tí cần phải giữ được tinh thần và bản lĩnh vốn có của mình. Đừng có bao giờ đầu hàng trước những khó khăn khi bạn hoàn toàn có thể vượt qua được nó. Cũng may mắn là trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi tí, bạn lại đang gặp được ngày có ngũ hành kim sinh cho thủy. Cái điều này giúp cho vận trình tình duyên của bạn tuổi tí thêm phần được sun sĩa những giây phút mệt mỏi nhất của bạn đều có được sự động viên, khích lệ và quan tâm từ người ấy và bạn mệnh tuổi tí cảm thấy vô cùng cảm kích và tính tới chuyện lâu dài hơn nữa với nửa kia rồi. Về tử vi tuổi giáp tí thuộc kim làm việc cẩn trọng để tránh tiểu nhân lâm lia hãm hại. Tử vi tuổi bính tí thuộc thủy đề phòng những kẻ nịnh nọt hốt bên tai, tử vi tuổi mậu tí thuộc họ không nên vội vàng đưa ra những quyết định khi chưa chắc chắn. Tử vi tuổi nhâm tí thuộc mộc đừng có đầu hàng trước những khó khăn. Tử vi tuổi canh tí thuộc thổ tình duyên được sun xỉa, đôi lứa tâm đầu ý hợp. Vài đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. từ vi tuổi Sửu thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2021 xem từ vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Sửu chua chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp tị Dậu Sửu phù trợ cho nên công việc của bạn tuổi Sửu đang có được những bước phát triển rất chi là thuận lợi cái mối quan hệ xã giao của bạn cũng rất chi là hài hòa. Đây là thời điểm rất thích hợp để cho bạn tiến hành những kế hoạch ký kết hợp đồng nhằm thu về nguồn thu lợi dồi dào với mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Sửu, chẳng những công việc của bạn được thuận lợi, còn cái chuyện học hành, thi cử với bạn cũng đều đạt được kết quả tốt nhờ tài lãnh đạo thiên bẩm với bạn tuổi xỉu dễ dàng trở thành người dẫn đầu trong bất cứ tổ chức nào và năng lực nội trội của bạn giúp cho nhóm tiến bộ hơn rất nhiều ngày này với bạn tuổi xỉu cũng đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bạn tuổi xỉu đang có những báo hiệu tốt lành về vận trình tài lộc của mình bạn đang có được phúc lộc dồi dào tiền bạc dư dôi, có được của ăn của để là điều bản mệnh cảm thấy tự hào trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày này với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp ngày có thổ sinh xuất cho kim. Cái điều này lại gây ra một số trở ngại trên con đường tình cảm của bạn. Cái mối quan hệ giữa vợ chồng, quan hệ giữa bố mẹ và con cái, quan hệ đôi lứa thiếu đi sự gắn kết, đôi bên không tìm được tiếng nói chung, cho nên thường xảy ra mâu thuẫn với nhau. Vài tử vi tuổi ất xỉu thuộc kim, công việc xuân sẻ có được cơ hội thăng tín. Tử vi tuổi đinh xỉu thuộc thủy nên tiến hành ký kết hợp đồng. Tử vi tuổi kỷ xỉu thuộc họ, tài lộc được dư dôi, có của ăn, của để. Tử vi tuổi tân xỉu thuộc thổ, học hành, thi cử đạt được kết quả tốt. Tử vi tuổi quý xỉu thuộc mộc tình cảm nhiều trục trặc, hai bên nhiều mâu thuẫn. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tỵ, tuổi giàu. Từ vi tuổi dần thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi dần ạ. chúng ta thấy là với bạn tuổi dần đa phần là những người thông minh, bền chí, chăm chỉ cho nên luôn được đánh giá rất cao trong công việc. Nhất là trong ngày hôm nay với bạn tuổi dần đang có được chính ấn chiếu mệnh, xuôi đường chỉ lối cho bạn và với bạn tuổi dần sẽ được cấp trên tin tưởng và trao thêm cho cơ hội để chứng minh bản thân mình. Đó vừa là thử thách cũng đồng thời là bước đà để cho bạn tiến xa hơn nữa. Bạn tuổi dần, bạn hãy cứ tự tin vào năng lực của bản thân mình. Nếu thấy khó khăn quá, bạn hoàn toàn có thể nhờ tới sự giúp đỡ của những đồng nghiệp tuyệt vời ở bên cạnh mình thường ngày với bà tuổi dần có thái độ làm người rất hòa đồng, lại nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người. Cho nên khi cần được sự giúp đỡ, chắc chắn những người xung quanh sẽ vui vẻ, chung tay góp sức để cho bạn có thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi dần, bạn lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc cái điều này nhắc nhở bạn mạnh tuổi dần nên bớt chút thời gian để quan tâm hơn tới nửa kia của mình. Đừng vì thiếu giao tiếp kịp thời mà đôi bên thiếu đi sự tin tưởng lẫn nhau dẫn đến tình cảm có sự lạnh nhạt, xa cách. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy được cấp trên đánh giá cao và trao cho cơ hội để phát huy. Tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa nắm chắc được cơ hội để có thể tiến xa hơn. Tử vi tuổi mạo dần thuộc thổ được đồng nghiệp nhiệt tình giúp sức. Tử vi tuổi canh dần thuộc mộc tình cảm có dấu hiệu lạnh nhạt cần phải hâm nóng kịp thời. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim nên tự tin hơn vào bản thân mình. Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ tư này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão, thứ tư, ngày 13 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này bạn có được năng lực hành động nhanh nhạy biết làm việc lại có giác quan thứ sáu nhạy biến cho nên dù có gặp khó khăn đến đâu đi chăng nữa bạn cũng có thể vượt qua một cách suôn sẻ với mình tuy nhiên trong ngày này với bạn tuổi mão bạn lại đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọa mão dậu cho thấy với bà tuổi mão dễ trở nên ngạo mạn gây gọ với đồng nghiệp khi có bất đồng ý kiến và bạn mệnh tuổi mão đang có điểm báo khăng khăng làm thiêu ý của mình mà bỏ ngoài tai những lời góp ý hay là nhắc nhở của những người khác trong cái mối quan hệ xã giao ngày thứ tư này đối với bà tuổi mão cũng đang có điểm xấu vì thế bạn tuổi mão nên chấn chỉnh lại thái độ của bản thân mình càng sớm càng tốt trước khi mọi chuyện rắc rối thêm với bạn. Bởi việc xung đột với đồng nghiệp sẽ rất bất lợi cho quân đường, công danh, sự nghiệp, thăng tín của bạn về sau này. Ngày này đối với bạn tuổi mão, bạn cũng đang gặp ngày có Ngộ hành tương khắc là dấu hiệu cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn đang có điểm báo có kẻ thứ ba chiên chân vào đào hoa chấu gây ảnh hưởng không tốt tới mối quan hệ của hai bạn khiến cho đôi lứa rạn nứt thất hứa và thậm chí có cả ngoại tình nữa. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy có năng lực nhanh nhạy, làm việc thông minh. Tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa họ, nên học cách lắng nghe những lời góp ý dù là khó nghe đến đâu đi nữa. Tử vi tuổi kỵ mão thuộc thổ dễ xảy ra gây gọ với đồng nghiệp vì thái độ ngạo mạn của bạn. Tử vi tuổi tân mão thuộc mộc cái mối quan hệ xã giao của bạn không được tốt, không có lợi cho công việc của bạn. Từ vi tuổi quý mão thuộc kim, tình cảm nhiều mâu thuẫn, có dấu hiệu, kẻ thứ ba chiên chân vào hai bạn. Vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu xanh lá, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. Tử vi tuổi thìn thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi thìn ạ. chúng ta thấy là vận trình của bạn tử thìn trong ngày này đang gặp được ngày thìn dậu lục hợp cho thấy những kế hoạch hợp tác làm ăn của bạn tử thìn trong ngày hôm nay đều rất thuận lợi và may mắn là vì bạn tử thìn đã tìm được đối tác đáng tin cậy và có trách nhiệm cho vấn đề chung của cả hai bên để có thể bắt tay nhau lâu dài hơn nữa ngày này với bạn tử thìn việc làm ăn suôn sẻ mang đến cho bạn có được tài chính ổn định bạn mệnh cũng bắt đầu tính tới chuyện những kế hoạch trong tương lai bởi vì bạn biết nếu như không có sự chuẩn bị ngay từ bây giờ thì mọi thứ sau này sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với ba tuổi thìn, khuyết điểm của bạn là thiếu đi sự quyết đoán, dễ bị lung lay quyết định khi nghe lời bàn ra tán vào của những người khác. Cái điều này làm cho bạn tuổi thìn cơ hội bị trôi qua mất. Nếu như muốn thành công thì bạn cần phải thay đổi bản thân mình ngay từ bây giờ. Ngày này với bạn tuổi thìn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng và ngày hôm nay với bạn đang có được đào hoa khá chi là vượng. Đối với những bạn đang còn độc thân, có thể đón nhận những điều bất ngờ về chuyện tình cảm đơn phương của mình. Còn đối với những người đã có đôi có cặp thì tình cảm lứa đôi thêm phần khang khít, mỗi ngày trôi qua đều rất chi là ngọt ngào, ấm áp và hạnh phúc với bạn nữa rồi. Về tử vi tuổi giáp thìn, thuộc họ, đối tác tin cậy, việc làm ăn được suôn sẻ tử vi tuổi bính thìn, thuộc thổ, tài chính được ổn định, có kế hoạch về lâu dài, tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mộc, cần thêm sự quyết đoán và dứt khoát khi đứng trước lựa chọn, Tử vi tuổi canh Thìn thuộc kim, đào hoa vượng, tình cảm có tin mừng. Tử vi tuổi nhâm Thìn thuộc thủy, tương lai nhiều hứa hẹn, đang chờ đón bạn ở phía trước. Về đánh giá của bạn tử Thìn trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Tỵ thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với ba tuổi Tỵ, cho chúng ta thấy là vận trình của ba tuổi Tỵ trong ngày này đang có được báo hiệu sẽ gặp được quý nhân phù trợ khi với bà tuổi tỵ đang gặp được ngày tỵ dậu tam hợp cho nên với bà tuổi tỵ có thể từng bước vượt qua được những khó khăn trước đó mọi việc với bạn đang dần nằm trong tầm kiểm soát của bạn đây quả là một điều rất đáng mừng cho bạn nữa rồi và trong ngày này với bà tuổi tỵ những kế hoạch mà bạn đã đề ra từ trước đều được thông qua và thực hiện đúng tín độ, đạt được kết quả như mong đợi, không tốn quá nhiều thời gian và công sức. Có thể thấy những nỗ lực trước đó của bạn tuổi tỵ đều được đền đáp xứng đáng khi mà kết quả của bạn rất chi là tốt. Với sự xuất hiện của kiếp tài chiếu mệnh, cái điều này cho thấy trong ngày thứ tư này với bạn tuổi tỵ tình hình tài chính của bạn vẫn chưa thực sự được khả quan như mong muốn, nhất là trong thời điểm cuối năm có quá nhiều việc cần phải tiêu đến tiền mà khoản thu của bạn vào lúc này lại không được dư dạ cho lắm. Cái điều này khiến cho bạn cũng vô cùng đau đầu. Bên cạnh đó, ngày này với bà tuổi tỵ ngũ hành, họa kim xung khắc cũng gây ra một số vấn đề về sức khỏe của bạn. Và với bà tuổi tỵ bạn nên tránh làm việc quá sức thay vào đó là có chế độ rèn luyện cơ thể thường xuyên để không gục ngã trong mọi thời điểm gấp rút vào thời điểm cuối năm như thế này. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ quý nhân phù trợ giúp vượt qua khó khăn. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ công việc có nhiều tiến triển, tiết kiệm được thời gian và công sức. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc nỗ lực được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim, kế hoạch về tài chính của bạn, nhiều trắc trở, tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy nên quản lý chi tiêu hợp lý trong dịp cuối năm đến gần. Về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Tử vi tuổi ngọ thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi ngọ, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tử ngọ trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mạo dậu cho nên với bạn tử ngọ đang có điểm báo trong ngày này với bạn có nhiều bất lợi mọi chuyện không được như ý muốn khiến cho bạn mệnh tuổi ngọ rơi vào trạng thái mông lung không biết phải nên làm như thế nào tiếp theo nữa và với bạn tuổi ngọ trong ngày này cũng không có được sự tập trung cần thiết cho công việc cho nên tín độ và hiệu suất công việc của bạn bị giảm sút một cách rõ rệt. Với bạn tuổi ngọ, cần phải cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình càng sớm càng tốt. Nếu không, cấp trên sẽ đánh giá xấu về những biểu hiện của bạn. Chẳng những vậy, cái chuyện tình cảm của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ tư này cũng gặp nhiều trục trặc. Bạn hy vọng những lúc khó khăn như thế này sẽ được nửa kia có thể ở bên quan tâm và động viên chứ không phải là luôn nghi ngờ và ghen tuông một cách mù quáng như như vậy. Thái độ của người ấy khiến cho bạn cảm thấy thất vọng vô cùng. Bên cạnh đó, trong ngày thứ tư này đối với bà tử ngọ, bạn cũng đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh. Nếu như bạn tử ngọ muốn thăng tín thì ngoài năng lực của bản thân mình, cần phải xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp và bạn hãy tìm cách mở rộng cái mối quan hệ của mình hơn nữa. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim gặp nhiều rắc rối, trục trặc khó giải quyết. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy thiếu tập trung cho công việc, hiệu suất bị giảm sút. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa cấp trên không thực sự hài lòng về những biểu hiện của bạn. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ tình cảm có dấu hiệu bị giãn nứt, đôi bên không được thấu hiểu lẫn nhau. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc nên mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mùi tuổi dần. Tử vi tuổi mùi thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi mùi á, chua chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang có được báo hiệu rất tốt lành về phương diện tài lộc của mình. Đặc biệt là Đối với những bạn làm nghề tự do, kinh doanh buôn bán thì trong ngày này có được một ngày rất chi là phát tài phát lộc với mình. Và ngay lúc này, bạn mạnh tuổi mùi có thể thử sức với những lĩnh vực mới hoặc là mở rộng quy mô kinh doanh với mình để thu được nhiều lợi nhuận hơn nữa. Với bản lĩnh sẵn có của mình cùng với tiềm lực kinh tế hiện tại, không khó để cho bạn thực hiện những điều đó với bạn tuổi mùi lợi nhuận thu về trong ngày hôm nay khá chi là lớn và làm cho bạn có thể yên tâm về tiền bạc tuy nhiên bạn cũng nên có kế hoạch về tài chính cho rõ ràng biết tiết kiệm để phòng khi bất trắc tránh việc bị bất ngờ xảy ra với mình ngũ hành tương sinh cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay cũng đang diễn tín rất chi là tốt đẹp đôi lứa bên nhau luôn đặt vị trí của người kia lên trên hết và trao cho nhau niềm tin cho nên tình cảm với bạn càng ngày càng khang khít hơn. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim, tài lộc có nhiều tin mừng, nhất là đối với những người làm kinh doanh buôn bán, nghề tự do. Từ vi tuổi đinh mùi thuộc thủy có thể thử sức ở những lĩnh vực mới hoặc là mở rộng quy mô kinh doanh với mình. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa nên xây dựng kế hoạch về tài chính rõ ràng, chi tiêu hợp lý. Tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ đừng có ngại tiếp xúc với những cái mới. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc tình cảm được ngọt ngào, đôi lứa có được sự thấu hiểu lẫn nhau và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2 số 7 giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu bạch kim quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi mão tuổi ngọ từ vi tuổi thân thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi thân, chua chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày thân dậu tư hội nâng đỡ. Cho nên với bạn tuổi thân đang có được báo hiệu đón nhận một ngày tình cảm rất chi là hài hòa, đôi lứa hóa giải được hết mọi hiểu lầm trước đó và càng thêm yêu thương, trân trọng nhau hơn nữa. Trong ngày hôm nay với bạn tuổi Thân, sự nghiệp của bạn cũng có những bước tiến thuận lợi. Bạn là người biết cách xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với đồng nghiệp nhờ sự thông minh và khéo léo bẩm sinh của mình. Chẳng những vậy, trong ngày này với bạn tuổi Thân, cấp trên cũng nhận ra được điểm mạnh của bạn là gì và sẽ trao cho bạn giải quyết những nhiệm vụ quan trọng hơn. Và với bà tuổi thân, bạn cần phải cố gắng để phát huy bản thân mình hơn nữa. Con đường thăng tín của bạn nhờ vậy mà cũng sẽ bằng phẳng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trong ngày này với bà tuổi thân, bạn lại đang gặp ngày có ngộ hành, kim quá vượng. Cái điều này lại không tốt cho sức khỏe của bạn. Và với bà tuổi thân, cần phải chú ý chăm sóc cho cơ thể của mình nhiều hơn, tránh để công việc và những nỗi lo lắng thường nhật ảnh hưởng nhiều đến tinh thần của mình. Sức khỏe là vốn quý, đừng đánh mất nó vì bất cứ lý do nào bạn tuổi thân nhé. Về tử vi tuổi giáp thân, thuộc thủy, tình cảm được hài hòa, hiểu lầm được tháo gỡ. Tử vi tuổi bính thân, thuộc hỏa, sự nghiệp có bước tiến triển thuận lợi. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc thổ, đồng nghiệp hòa đồng, cấp trên đánh giá cao. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mộc, sức khỏe của bạn đang có dấu hiệu không tốt nên chú ý giữ gìn cho cơ thể. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim hãy cố gắng phát huy năng lực của mình hơn nữa khi được trao cho cơ hội trọng trách quan trọng. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Dậu, thứ tư, ngày 13 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi Dậu, chua chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi dậu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành dậu dậu tự hình cái điều này cho thấy với bà tuổi dậu đang phải chịu không ít áp lực đè nặng lên đôi vai của mình trong ngày hôm nay và những lúc như vậy với bà tuổi dậu bạn trở nên khá nóng nảy và dễ bực tức nhất là khi có ai đó làm trái với những điều bạn mong muốn với bạn tuổi dậu trong ngày này cũng đang có xu thế nối năng mà không suy nghĩ kỹ càng cho nên dễ gây tổn thương cho người khác bạn mạnh tuổi dậu cần phải chú ý hơn nữa trong lời ăn tiếng nói của mình đôi khi lời nói thiếu suy nghĩ kỹ càng không kiên nệ bất cứ ai sẽ gây bất lợi cho bạn trong công việc về sau này bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà tử dậu bạn lại đang gặp được ngày của thiên tài độ mệnh cái điều này mang đến sự may mắn về con đường tài lộc cho bạn trong ngày hôm nay và với bà tử dậu có thể nhận được một khoản tiền thưởng từ trên trời rơi xuống nhưng chính vì là tiền không chính đáng cho nên lời khuyên của chúng tôi với bà tử dậu là không nên phụ thuộc quá nhiều vào nó và xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi dậu ngày này tốt cho việc thu hoạch nhưng lại không tốt cho việc khởi công xuất hành và an táng vì vậy với bạn tuổi dậu nên chú ý để sắp xếp công việc nếu như có việc cần thiết không thể trì hoãn được trong việc xuất hành đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần và tài thần hướng Tây Nam để hạn chế những rủi ro đến với mình về từ vi tuổi ất dầu thuộc thủy nhiều áp lực đè nặng dễ cáo gắt từ vi tuổi đinh dầu thuộc Hỏa nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói tránh gây tổn thương cho người khác từ vi tuổi kỵ dầu thuộc thổ nói năng tùy tiện sẽ gây bất lợi cho bạn trong công việc về sau này từ vi tuổi tân dầu thuộc mộc có được cơ hội phát tài nhưng tiền đến nhanh cũng sẽ đi nhanh từ vi tuổi quý dầu thuộc kim cần phải học cách chấp nhận những việc không được như ý muốn của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. tử vi tuổi tuất thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi tuất đó cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày này đang gặp ngày có cục diện tuất dậu tương hại cái điều này khiến cho các mối quan hệ tình cảm của bạn tuổi tuất không thực sự được suôn sẻ bạn bè trở mặt người thân mâu thuẫn đôi lứa khắc khẩu hôn nhân như cơm nguội canh lạnh cái điều này như đang thử thách giới hạn chịu đựng của bạn tuổi tuất vậy. Và với bạn tuổi tuất đã, đã quá chán với việc cứ phải hết lần này tới lần khác đi giải thích những hiểu lầm. Mặc dù những hiểu lầm đó là do đối phương tự suy diễn mà ra, nhưng thái độ bất hợp tác của người kia khiến cho bạn cảm thấy thất vọng vô cùng. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi tuất, bạn cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này còn khiến cho bạn tuổi tuất dễ mắc phải sai sót trong công việc do tinh thần làm việc của bạn bệ rạc, thiếu đi sự tập trung. Với bà tuổi tuất, cần phải có trách nhiệm hơn với công việc chung bởi đó là công sức của rất nhiều người chứ không phải chỉ riêng mình bạn. Và hôm nay với bà tuổi tuất, những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về vị trí đồ đạc, không nên à, tiến hành những công việc sửa chữa đục đẽo, bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa mệt mỏi vì tình cảm nhiều trục trặc, hiểu lầm liên minh. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ không tìm được tiếng nói chung với nửa kia. Tử vi tuổi mão tuất thuộc mộc. Thiếu đi sự tập trung, dẫn đến thiếu suốt trong công việc. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc Kim cần có thái độ trách nhiệm hơn với công việc chung. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc Thủy nên sớm chỉnh đốn lại tinh thần bệ rạc, chảnh mạng của mình. Về đánh giá của bạn tử tuất trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2 số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hỏi thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi hỏi ạ, cho chúng ta thấy là với bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh. Cho nên, bà tuổi hợi đang có được thái độ nghiêm túc và nỗ lực đóng góp cho tập thể trong thời gian qua. Bà tuổi hợi đang được cấp trên đánh giá rất chi là cao. Và bà tuổi hợi có thể nhận được sự khiên thưởng bằng cả vật chất lẫn tinh thần của lãnh đạo trong ngày hôm nay nữa. Và với ba tuổi hợi, bạn cần phải tự tin hơn nữa để phát huy những điểm mạnh của mình. Tuy nhiên, cũng không nên quá kiêu ngạo, có những hành động, suy nghĩ coi thường người khác. Và bạn hãy nhớ rằng, khiêm tốn chính là chìa khóa dẫn tới thành công. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với ba tuổi hợi, bạn cũng đang gặp ngày có kim sinh cho thủy. Cái điều này cho thấy vận trình tình cảm của bạn tuổi hợi cũng đang có nhiều chuyển biến tích cực đối với những bạn đang quản độc thân thì tìm được người tâm đầu ý hợp với mình, có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ về sau này và cho mình cơ hội được hạnh phúc bền lâu. Còn đối với những bạn đã có đôi có cặp thì có được một ngày tình yêu thăng hoa, yêu thương chấp cánh cả hai đều quan tâm và chăm sóc cho nhau nhiệt tình vì nhau mà cố gắng hơn cho tương lai nữa rồi. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa được cấp trên đánh giá cao có thể được khiên thưởng xứng đáng với mình. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ cần phải giữ thái độ khiêm tốn đúng mực với mọi người. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc nhân duyên hòa hợp đôi lứa luôn cố gắng vì nhau để xây dựng tương lai hạnh phúc, tốt đẹp. Từ vi tuổi tân hợi, thuộc kim, tình cảm được thăng hoa, đối với những bạn đang độc thân, có được cơ hội để thoát ế. Từ vi tuổi quý hợi, thuộc thủy, sự nghiệp và tình cảm được thăng hoa, tạo động lực để cho bạn cố gắng hơn nhiều. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc, 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. สิ้นเช้ากำไล